Ngày 10 tháng 7 năm 1985, số báo đầu tiên của Báo Pháp Luật Việt Nam ra đời, trở thành tờ báo đầu tiên về pháp luật trên thị trường. Được sự quan tâm hỗ trợ sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, cộng với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, Báo Pháp Luật Việt Nam ngày càng phát triển, từ tuần báo trở lên nhật báo, các số báo chuyên đề, các ấn phẩm phụ cũng lần lượt ra đời. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả, Ban biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam một lần nữa đưa ra quyết định sáng suốt, chuyển từ tuyên truyền pháp luật trên báo giấy đến truyền thông pháp luật đa phương tiện trên không gian Internet. Tháng 7 năm 2015, chuyên trang điện tử truyền thông pháp luật pháp luật plus.vn đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động tại địa chỉ www.pháp luật plus.vn. Và Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2015 đã được Ban biên tập chọn làm ngày ra mắt chuyên trang pháp luật plus.vn, chuyên trang điện tử truyền thông pháp luật của Báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp. Thế giới pháp luật trong tầm tay của bạn. Đến với chúng tôi, bạn không chỉ đọc, nghe, nhìn thấy và cảm nhận, không chỉ là pháp luật và hơn thế nữa. Pháp luật Plus, chuyên trang thông tin truyền thông điện tử của Báo Pháp luật Việt Nam. Pháp luật Plus, trang thông tin pháp luật, nhanh nhạy, lan tỏa và hữu ích. Hãy ghé thăm chúng tôi, pháp luật plus.vn, để đọc, khám phá và trải nghiệm pháp luật và hơn thế nữa. Một năm kể từ ngày ra mắt, Pháp luật Plus đã vượt mốc 28 triệu lượt truy cập với trên 19 triệu lượt visitor, được đông đảo độc giả yêu mến và tín nhiệm. Chỉ sau gần 8 tháng ra mắt, Pháp luật Plus đã có tác phẩm đạt giải C, giải báo chí quốc gia. Với loạt bài điều tra 5 kỳ có tên Than tặc hoành hành tại Quảng Ninh. Với thế mạnh của một trang báo điện tử đa phương tiện, Pháp luật Plus đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong làng báo, cả về phương thức lẫn chất lượng thông tin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Ngoài nhiệm vụ cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác, đa chiều tới độc giả trên mọi lĩnh vực đời sống. Với thế mạnh là chuyên trang điện tử truyền thông đa phương tiện, multimedia, Pháp luật Plus đã đi đầu trong lĩnh vực công nghệ truyền hình trực tiếp trên báo điện tử. Kịp thời truyền tải các sự kiện lớn được bạn đọc quan tâm như sự kiện ông Hoàng Rocker Việt Trần Lập qua đời, chương trình kỷ niệm 21 năm thành lập Ban Nhạc Bức Tường và tưởng nhớ ca sĩ Trần Lập, chiêm bái tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới. Pháp luật Plus còn phát động chiến dịch đồng hành cùng thực phẩm sạch, được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Nhân dân ủng hộ, đồng hành và đánh giá là kịp thời, có trách nhiệm vì cộng đồng, nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng sạch, loại bỏ thực phẩm kém chất lượng. Quá trình phát triển của Pháp luật Plus luôn đồng hành với những chương trình thiện nguyện. Quỹ Nhập cầu Plus ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Danh ca Khánh Ly thông qua Nhịp cầu Plus đã có đêm nhạc thiện nguyện Đời cho ta thế, trao tặng hàng chục suất học bổng cho sinh viên các trường học tại Hà Nội. Với mục tiêu đưa Pháp luật Plus.vn trở thành kênh thông tin thiết thực và uy tín với độc giả, Ban lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, Ban biên tập tòa soạn Pháp luật Plus đã từng ngày, từng giờ nỗ lực cải cách nội dung, hình thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của độc giả, trở thành kênh thông tin đa chiều đáng tin cậy trong lòng bạn đọc. Bằng những nỗ lực của lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus ra đời nhằm phục vụ những cái thị hiếu, những cái trải nghiệm của độc giả trong cái xu thế điện tử toàn cầu. Pháp luật Plus chúng tôi có liên tiếp các bản tin về các vấn đề xã hội. Pháp luật Plus chúng tôi có những cái phóng sự, hàng loạt phóng sự và những cái đề tài bằng video hay là vẫn thường gọi là truyền hình trên báo điện tử. Ngoài ra Pháp luật Plus chúng tôi có thêm những cái buổi giao lưu trực tuyến và đặc biệt là những cái buổi truyền hình trực tiếp về các điểm nóng, các sự kiện về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Một năm đồng hành cùng với Pháp luật Plus, tôi hy vọng là với cái sức trẻ của toàn bộ ekip phóng viên và các cộng tác viên và Ban biên tập của Pháp luật Plus sẽ truyền tải được những thông tin nhanh nhạy nhất và sớm nhất đến phục vụ cho các độc giả và các doanh nghiệp. Tôi hy vọng tòa soạn Pháp luật Plus sẽ phát triển tốt hơn và mạnh mẽ hơn nhiều và có thể truyền tải được nhiều những thông tin nữa đến cho các độc giả. Sau một năm làm việc tại chuyên trang truyền thông điện tử Pháp luật Plus.vn, tôi cảm thấy đây là một môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, nơi mà những phóng viên trẻ như tôi có thể học tập, rèn luyện cũng như là phát triển nghề nghiệp của mình.
với sức trẻ, sự tâm huyết với nghề và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn bộ tập thể lãnh đạo, biên tập viên và phóng viên Pháp Luật Plus luôn xác định mục tiêu trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân, chính phủ, Bộ Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn.